VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vì sao lại chọn chiếc Amly thay thế cho chiếc mixer Vamed? Một là nhỏ gọn, hai là giá tiền giảm đi vài triệu đồng, ba là dễ dàng kết nối, ít hư hỏng. Vậy chiếc Amly nào là tốt nhất hiện nay? Và một trong những chiếc Amly được ưa chuộng nhất hiện nay chính là BF Audio 506 Pro. Và video lần này, VDA sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về chiếc Amly này nhé. Về thiết kế, BF Audio 506 Pro có kích thước nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích sử dụng. Thiết kế khá đơn giản, bao bọc bởi lớp vỏ kim loại màu đen nhám sang trọng, chắc chắn. Mặt trước gồm các nút điều chỉnh vật lý ở góc trái, ở giữa là màn hình LED hiển thị các thông số. Bên góc phải là hai nút vặn điều chỉnh âm thanh micro và music. Liên kề bên dưới là các ngõ cắm micro và công tắc on-off bên trái. Mặt sau gồm đầy đủ các jack cắm cần thiết của một Amly chuyên nghiệp, jack cắm micro, cổng USB để kết nối với laptop khi chỉnh bằng phần mềm nâng cao. Đặc biệt, ngõ optical và coaxial để kết nối với Smart TV, truy cập YouTube tải bài hát. Và bên góc phải là quạt tản nhiệt, giúp thiết bị hoạt động tốt trong thời gian dài. Bốn chân trụ vững chắc, bao bọc bằng kim loại sáng bóng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ thiết kế. Về các tính năng nổi bật, sự đột phá về công nghệ analog mang đến cho người dùng hệ thống âm thanh hoàn chỉnh khi kết hợp với đầu karaoke và loa karaoke, khả năng xử lý tiếng vang và tiếng hồi hoàn hảo, giúp thiết lập chính xác âm thanh, giúp micro đạt hiệu quả cao trong việc tạo ra tiếng cao thanh thoát và nhẹ nhàng. Thiết kế bền bỉ, giúp Amly không bị đóng khi hoạt động lâu, mang đến cho người dùng một Amly có độ bền cao. Là một trong những thiết bị điều chỉnh âm thanh sống động, mạnh mẽ nhất hiện nay, Amly BF Audio 506 Pro mang đến cho người dùng sự hài lòng tuyệt đối khi tin dùng sản phẩm này. Sở hữu Amly BF Audio 506 Pro giúp giọng hát của bạn trở nên trong hơn, ấm hơn với âm thanh trầm ấm và âm cao vừa đủ với công suất cao hơn hẳn các dòng Amly thông thường. Với những lý do trên thì tôi tin rằng chiếc Amly BF Audio 506 Pro đã thực sự thuyết phục những ai yêu nhạc. Và càng thuyết phục hơn khi VDA đang bán với giá khuyến mãi chỉ 9.500.000 đồng. Ghé ngay showroom của VDA để trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm và nhận nhiều phần quà hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.